Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 426. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lạc Phủ. Biên tập: Minh Trí. Thời gian: Ngày 20 tháng 6 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Bài kệ tụng thứ 6, Thần Chủ Phương. Nhược hữu chúng sanh chí Phật tiền, đắc văn Như Lai mỹ diệu âm, mạc bất tâm sanh đại hoan hỷ, biến du hư không ngộ tư pháp. Đây là Tôn Bồ Tát thứ 6. Ở trong trường hàng chúng ta đã đọc qua: Biến du tịnh không chủ phương thần, đắc hằng phát diệu âm, lệnh thính giả giai hoan hỷ giải thoát môn. Ở trước đã từng nói với các vị rồi, đức hiệu của 10 tôn Bồ Tát này đều có quan hệ liên đới mật thiết. Từ biến trụ cho đến chu biến du lãm, từ danh hiệu, từ đắc pháp, chúng ta sẽ biết được chư Phật Bồ Tát làm thế nào để tới giáo hóa hết thảy chúng sanh trong pháp giới hư không. Hằng phát diệu âm, điều này ở trong căn tánh của chúng sanh. Chỉ lấy chúng sanh có nhĩ căn linh lợi, trong Lăng Nghiêm hội Bồ Tát Văn Thù đã lựa chọn viên thông cho chúng ta. Nói hai câu rất nổi tiếng: Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Phương này là chỉ thế giới Sa Bà, đặc biệt là chỉ chúng sanh Diêm Phù Đề. Chúng sanh ở khu vực này phần lớn là có nhĩ căn linh lợi nhất. Cho nên cổ thánh tiên hiền, dù là Trung Hoa hay nước ngoài, đặc biệt rõ ràng là nhà tôn giáo phương Tây, những người sáng lập của các tôn giáo đều là thần thánh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật của Phật giáo, Lão Tử và Khổng Tử của Trung Hoa, không vị nào là không dùng âm thanh để làm công cụ giảng dạy. Trong Phật pháp gọi nó là giáo thể,
dùng âm thanh làm giáo thể. Hôm nay chúng ta nhìn thấy trong kệ tụng ở đó Bồ Tát nói những điều gì, tâm đắc của họ. Nhược hữu chúng sanh chí Phật tiền. Từ nhược hữu là giả thiết. Nếu như có chúng sanh, câu này mấu chốt nằm ở chí. Chí có hàm nghĩa rất sâu. Thành tâm thành ý tới trước Phật để cầu được dạy bảo. Người bình thường chúng ta nói là thỉnh giáo. Giả như có chúng sanh dùng tâm chân thành để thỉnh giáo Phật, nói như vậy mọi người sẽ rất dễ hiểu. Nếu như không có tâm chân thành thì dù gặp được Phật cũng không có được lợi ích thật sự. Giống như Pháp Sư Ấn Quang thường dạy cho người khác, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Câu nói này rất hay. Câu nói này là chân lý. Có thể quán xuyến hết thảy người diệt vật. Không chỉ là đối với Phật, với thầy giáo, thực ra trong cả cuộc sống, đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, đều dùng tâm thành kính, chí thành cung kính. Chúng ta sẽ có được lợi ích, sẽ có được lợi ích vô cùng thù thắng. Có lẽ có người sẽ hỏi, người này là người ác. Chúng ta cũng dùng cái tâm thái như thế để đối đãi với họ sao? Đúng vậy. Đối với người thiện, điều mà chúng ta có được chính là sự giáo dục chính diện. Đối với người ác, chúng ta có được sự giáo dục phản diện. Chính diện và phản diện là một, không phải hai. Duy chỉ có chân thành mới đắc nhất. Chỉ có chân thành mới có thể tự lợi lợi tha. Hai mặt thiện ác đều có lợi ích. Mặt tốt thì mọi người đều có thể tưởng tượng mà biết được. Đối với mặt ác, họ tạo ác, giữ niệm ác, làm việc ác, tổn người lợi mình, thậm chí đối với bản thân mình chúng ta còn có thương hại rất lớn. Thế nhưng chúng ta vẫn dùng tâm chân thành đối đãi với họ, sự thương hại của chúng ta được bù đắp lại, thậm chí có thể cảm hóa họ.
Chư vị phải biết rằng trong kinh Phật có nói rất hay: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Cổ nhân Trung Hoa chúng ta nói: hết thảy người đều có lương tâm. Có thiên lương, nếu như họ thường gặp được người có tâm chân thành, lương tâm của họ sẽ được phát hiện. Phật tánh của họ sẽ được hiển hiện. Đây là điều mà chúng ta giúp đỡ người ác biến thành người thiện. Lợi ích công đức thù thắng như vậy, chúng ta có biết hay không? Người thế gian thường nói: thành nhân chi mỹ. Làm thế nào mới có thể thành nhân chi mỹ? Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chính giác, tâm từ bi, xử sự tiếp vật đại nhân. Cái tâm như vậy có thể thành nhân chi mỹ, không thành nhân chi ác. Chỉ cần dùng tâm như vậy là được rồi. Cái tâm này chính là cái tâm chân thành. Cái tâm này chính là tâm Phật. Cái tâm này chính là nhất tâm của thần thánh. Bản thân chúng ta học được rồi, học được thì nhất định phải hiện thực hóa được vào trong hành vi cuộc sống của bản thân. Như thế mới thật sự là học được. Sau khi thực hiện rồi, phải khiến công phu của bạn thêm sâu dày hơn. Phải khiến cho tâm lượng của bạn mở rộng hơn. Lớn như pháp giới hư không, bản thân bạn sẽ bất tri bất giác mà thành Phật. Mở rộng tâm lượng. Tâm lượng rộng mở tức là rộng mở về mặt phục vụ của chúng ta. Chúng ta toàn tâm toàn lực đi làm, tự nhiên sẽ có cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hiển hiện. Bồ Tát quảng độ hết thảy chúng sanh. Cũng không thể bỏ qua điều kiện vật chất. Điều kiện vật chất tới từ đâu? Vật vẫn là từ tâm mà biến hiện. Trong kinh Đại Thừa chúng ta thường nhìn thấy, trong kinh có viết cho chúng ta rằng Bồ Tát giúp đỡ hết thảy chúng sanh, hai lòng bàn tay xuất vô lượng bảo tạng, làm bố thí cúng dường. Đây không phải là tưởng tượng. Không phải là tán thán, mà là thực tế, là sự thực. Lẽ nào vô lượng bảo tạng tự xuất hiện trên tay của Ngài? Được biến hiện ra thật, cách nói như vậy cũng có thể, nhưng người bình thường thì không thể lý giải được. Đức hạnh của Bồ Tát,
sự chân thành của Bồ Tát, làm cảm động hết thảy chúng sanh thiện lương. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, an lập chúng sanh, cái gọi là đắc đạo giả đa trợ. Lý lẽ ấy chính là nằm ở đây. Hết thảy chúng sanh đều đồng ý cống hiến một phần tâm lực cho Phật Bồ Tát. Điều này đồng nghĩa với việc trong tay xuất ra vô lượng diệu bảo. Phật dạy chúng ta hết thảy pháp không thể cầu cạnh ở bên ngoài. Hướng ra bên ngoài mà cầu thì đó là sai lầm. Cầu pháp ở ngoài tâm chẳng nơi nào có. Phải hướng vào trong mà cầu. Trong chính là chân tâm. Tâm và nguyện của bạn đều giống với chư Phật Như Lai. Cho nên cần hướng nội mà cầu tìm. Tâm của chúng ta tương đồng với tâm của Phật, nguyện tương đồng với nguyện của Phật, lời nói tương đồng với lời nói của Phật, việc làm tương đồng với việc làm của Phật. Tự nhiên sẽ có được sự hộ niệm của chư Phật. Chúng ta hãy phát tâm, chư Phật Như Lai sẽ biết đến. Chúng ta không biết họ là vì bên trong chúng ta có chướng ngại, còn chư Phật thì không có chướng ngại. Cho nên giống như trong Lăng Nghiêm hội, Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương nói: trên thì cùng với chư Phật, dưới thì cùng với hết thảy chúng sanh, tự nhiên sanh ra cảm ứng đạo giao. Cho nên chúng ta muốn học Phật, muốn có được thành tựu trong cuộc đời này, người có tâm lớn họ sẽ muốn có được thành tựu viên mãn trong cuộc đời này, có thể hay không? Đáp án là chắc chắn có thể. Đáp án đã là có thể, vậy vì sao có biết bao nhiêu người lại không thành tựu? Đó là vì họ còn thiếu sự minh tường đối với lý luận phương pháp cảnh giới. Như thế mới tạo ra chướng ngại. Nếu như họ thông đạt minh tường những đạo lý được nói tới trong kinh mà Phật giảng, có thể hoàn toàn hiểu rõ được phương pháp cảnh giới mà Phật dạy bảo chúng ta, thì chướng ngại của họ không còn nữa. Đương nhiên họ sẽ thành tựu viên mãn. Câu thứ hai là đắc văn Như Lai mỹ diệu âm. Điều này nhất định phải được sanh vào thời đại của Phật xuất thế. Cơ hội này rất khó. Nếu như sanh
ở trước Phật, sanh ở sau Phật, hoặc sanh cùng thời Phật ở cùng một khu vực, hoặc tuy ở cùng một khu vực nhưng Phật thường giảng kinh thuyết pháp mà họ bỏ qua không đi nghe. Giống như Phật hình dung trong kinh cho chúng ta, năm đó Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp tại Thành Dương Xá, nhân khẩu của Thành Dương Xá có hơn 10 vạn người, thời cổ thành thị có 10 vạn người là đô thị lớn. Thời gian Phật ở lại trong thành này rất dài. Trong thành này có 1/3 số người đã gặp qua Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra có 1/3 số người chưa từng gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng biết và nghe nói có người tên là Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe tên nhưng chưa gặp mặt. Còn có 1/3 số người ngay cả danh tánh của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không biết. Từ đó mới biết rằng duyên phận cũng là khó có được, chẳng dễ dàng gì. Và cũng biết rằng kết duyên là cực quan trọng. Khi chúng tôi còn trẻ làm học sinh, đi theo thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý thường dạy bảo chúng tôi không được quên kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Ông vô cùng coi trọng kết duyên. Vì sao vậy? Phật nói trong kinh rất hay, Phật chẳng độ cho người vô duyên. Kết duyên với Phật, làm sao để kết duyên với pháp? Dùng gì để kết? Xưng niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát là đã có duyên với Phật rồi. Cúng dường hình tượng của Phật Bồ Tát là có duyên với Phật rồi. Duyên phải kết cho thâm. Thâm tức là gì? Trong tâm thực sự luôn thường nghĩ tới Phật, thật sự nghĩ tới. Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta rằng ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định chiến Phật. Phật tuy rời xa chúng ta, thị hiện nhập diệt trong thế gian này của chúng ta. Có phải thật sự nhập diệt không? Không phải. Đó chỉ là biểu diễn, biểu diễn trên vũ đài. Ngài từ trên vũ đài đi xuống, trên vũ đài sẽ không nhìn thấy Ngài. Đó gọi là thị hiện nhập bát niết bàn. Thực tế Phật không rời xa chúng ta, chẳng qua là cởi bỏ trang phục hóa trang xuống mà thôi. Trang phục mặc hiện tại giống với chúng ta. Ở cùng với đại chúng chúng ta, chúng ta không nhận thức ra. Thế gian càng có khổ nạn, Phật Bồ Tát ứng hóa càng nhiều. Đó là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Tuyệt đối không được nói hiện tại chúng sanh nghiệp chướng rất nặng,
Trong tâm, trong mắt hoàn toàn không có Phật Bồ Tát, hoàn toàn không có thánh nhân. Những Phật Bồ Tát, thánh nhân này hễ tức giận sẽ bỏ đi hết. Không có chuyện đó, họ không bao giờ tức giận. Họ nhìn bạn càng đáng thương, họ càng đến ở nơi đó nhiều hơn. Các giai tầng trong xã hội hiện tại, nam nữ già trẻ, các ngành, các nghề đều có Phật Bồ Tát quá hiện ở trong. Chỉ đáng tiếc là người trần mắt thịt chúng ta nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng hay. Nếu như là người có tâm tư tinh tế, người cảm ứng linh mẫn, chúng ta thường nói người có phiền não khinh, người quả thực có thiện căn phước đức. Có khi họ có thể nhìn thấy được. Còn có một số người được gọi là người có khả năng đặc biệt trong thế giới của chúng ta. Cũng có thể nhìn ra vài phần. Cho nên không thể nói thánh hiền không ở thế gian. Bồ Tát Đại Thế Chí nói cho chúng ta, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Hiện tiền tức là trong những năm chúng ta sống. Có gặp được Phật không? Có. Trong những vị đồng tu chúng ta sẽ có. Người niệm Phật khi giảng sanh, Phật tới tiếp dẫn là hiện tiền kiến Phật. Họ thấy Phật tới tiếp dẫn, thấy Bồ Tát cùng với thanh văn đại chúng tới tiếp dẫn họ. Cho nên giảng sanh không phải là chết. Tôi thường nói là sống mà giảng sanh, không phải sau khi chết rồi. Hơi thở của họ còn chưa dứt, họ vẫn còn nói được. Có một số công phu đắc lực. Công phu đắc lực là thế nào? Là đối với nghiệp chướng phiền não tập khí, họ quả thực có thể chế ngự được. Tuy không thể đoạn được, nhưng nó không thể phát tác, nó không khởi tác dụng. Giống như trong truyện ký Tổ sư Tịnh Tông chúng ta có ghi chép về sư tổ là Tuệ Diễn Đại Sư. Ông là người thời kỳ Nam Bắc Triều nước Đông Tấn. Khi ông lâm chung, có nói với mọi người, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đã hiện ra rồi. Lần này ta phải đi thôi. Hơn nữa còn nói với mọi người, cảnh giới này trước kia ta đã 3 lần nhìn thấy, không nói cho ai biết. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện tiền cảnh giới này hoàn toàn giống với những gì mà Vô Lượng Thọ Kinh đã nói. Diễn Công Đại Sư khi còn tại thế xây dựng niệm Phật đường đầu tiên của Trung Hoa, tập hợp các vị chí đồng, tổng cộng là 123 người. Đều là chí đồng đạo hợp, nhất tâm cầu sanh sang Tây Phương, gọi đó là liên xã.
Khi ông ra đi có nói chuyện với mọi người, nói xong rồi mới ra đi. Cho nên là sống mà giảng sanh, không phải chết giảng sanh. Giảng sanh rồi, cái vỏ thân thể không cần nữa. Đổi thành thân thể gì? Hóa thân thành hoa sen, là tử ma chân kim sắc thân, cụ túc vô lượng tướng hảo. Giống như thần tướng của Phật A-di-đà, thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cái vỏ hồi thối không cần nữa, dứt bỏ đi. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất tử. Đây mới là việc lớn, phước báo số một của người ta trên thế gian. Danh văn lợi dưỡng trên thế gian chỉ là những chuyện nhỏ bé. Nếu bạn tham luyến phước báo trên thế gian, thì phước báo lớn số một trên thế gian này bạn có thể bỏ qua ngay trước mặt. Tổn thất này bạn nói xem lớn chừng nào. Cho nên hiểu một cách thực sự, thông đạt thực sự, ta thà bỏ tất cả phước báo trên thế gian, ta chỉ cầu một phước báo này. Đó quả thực là đầu óc đã tỉnh ngộ thật sự rồi. Tất cả danh văn lợi dưỡng, tất cả sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần trên thế gian, không chút vướng vào. Nhất tâm nhất ý, nghe theo lời dạy bảo của Phật Đà, phụng hành lời dạy bảo của Phật Đà, làm được 100%. Cũng như Thiên Đạo Đại Sư có dạy chúng ta trong Thượng Phẩm Thượng Sinh Chương của Quán Kinh, điều mà Phật dạy chúng ta làm thì toàn tâm toàn lực đi làm. Điều mà Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định cấm chỉ. Không chỉ thân khẩu không tạo tác, mà ý niệm cũng không sinh. Điều này là quyết định cầu sanh tới Tây Phương. Chắc chắn giảng sanh ở phẩm vị cao. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, bài kệ nhược hữu chúng sanh chí Phật tiền, đắc văn Như Lai mỹ diệu âm này, chúng ta chỉ có đến thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe Di Đà Như Lai thuyết pháp cho mình. Chúng ta quyết tâm phải thành tựu trong cuộc sống này. Không thể đợi đến đời sau, kiếp sau. Ý niệm như vậy là rất sai lầm. Nếu như có ý niệm này, đây là sự ngộ nhận, không hiểu được sai đến mức nào. Đây là vấn đề nghiêm trọng.
dù là kiếp sau vẫn có được làm thân người, thì cũng chẳng tránh được cái mê cách ấm. Dù có thiện căn sâu dày, bạn cũng không có cách nào tránh được ảnh hưởng của hoàn cảnh. Ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình, ảnh hưởng hoàn cảnh xã hội, bạn có thể tiếp tục nỗ lực được không? Khó lắm. Cho nên người thông minh, người có trí tuệ thì nhất quý không chịu đợi chờ. Tôi nhất định phải thành tựu được ngay trong kiếp này. Chỉ khi bản thân thật sự thành tựu rồi, mới có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, giúp đỡ oán thân trái chủ của bạn. Vì sao vậy? Oán thân trái chủ đều là người có duyên với mình. Dù họ là thiện duyên, ác duyên, nhưng nói chung họ có duyên với bạn. Có duyên thì sẽ dễ độ. Phật chẳng độ cho người vô duyên. Từ đó mà biết rằng dù là thiện duyên hay ác duyên cũng được, đều là nhân duyên tốt. Bản thân không giác ngộ, không thành tựu, duyên thuận nghịch thiện ác có sự sai khác nhau. Nhưng sau khi giác ngộ thật sự rồi thì sẽ không có phân biệt, không có sai khác nữa. Trong kệ Như Lai Mỹ Diệu Âm có hàm nghĩa rất sâu. Có ý nghĩa sâu sắc gì? Trong kinh Đại Thừa, phàm là nói đến Như Lai, quá nữa là nói đến tự tánh. Bắt đầu từ tánh mà nói, còn từ tướng mà nói, quá nữa là xưng Phật. Cho nên chúng ta thấy trong kinh thường dùng Phật, có khi dùng Như Lai. Phật là từ sự tướng mà nói, dùng Như Lai quá nữa là từ tâm tánh mà nói. Như Lai Mỹ Diệu Âm chính là ngôn ngữ âm thanh từ trong chân tâm bản tánh phát ra. Ngôn ngữ âm thanh đó mới gọi là diệu âm. Phàm phu trong lục đạo, thậm chí là thánh hiền trong tứ thánh pháp giới, âm thanh của họ từ trong tình thức mà phát xuất, không phải là từ tự tánh. Quyền giáo Bồ Tát, Phật của Tạng giáo và Thông giáo đều không có kiến tánh. Cho nên sự dạy bảo của họ là từ ý thức tâm, từ trong thiện tâm mà phát xuất ra, không phải là từ trong tự tánh mà phát xuất. Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ, ngôn ngữ của họ là từ tự tánh mà phát xuất. Đó mới thật sự là Mỹ Diệu Âm. Mức độ Mỹ Diệu thật sự là không thể nghĩ bàn.
Vì sao vậy? Vì một âm của họ cụ túc hết thảy âm. Như trong Hoa Nghiêm Kinh nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không phải là hai. Đó mới gọi là diệu. Chẳng có cách nào để nghĩ bàn, chẳng có cách nào để hình dung. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế đã giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta 49 năm. Đó là mỹ diệu âm của Như Lai. Thời gian Phật diệt độ cách chúng ta đã lâu rồi, không có cách nào truyền lại âm thanh được. Nhưng ký hiệu của âm thanh thì vẫn còn lưu đến ngày hôm nay. Chúng ta dùng ký hiệu để đại diện cho âm thanh. Ký hiệu này chính là văn tự. Giống như ca hát vậy, dùng ký hiệu để ghi chép nó chính là ca phổ. Giống như khiêu vũ vậy, mỗi một động tác được ghi lại, đó chính là vũ phổ. Kinh điển chính là âm phổ của mỹ diệu âm mà chư Phật Bồ Tát thuyết pháp. Âm thanh thuyết pháp không thể nghĩ bàn. Cũng giống như vậy, âm phổ của diệu âm này cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta giảng Hoa Nghiêm Kinh đã 3 năm rồi. Tôi nghe đồng học nói với tôi rằng bộ kinh này đã giảng hơn 600 giờ đồng hồ. Chúng ta có thể nói ra được ý nghĩa viên mãn của nó được không? Không thể. Điều mà chúng ta nói ra thật sự chỉ là một giọt nước trong biển lớn. Một phần trong vô lượng nghĩa, ý nghĩa của nó nói ra bất tận. Ý nghĩa của mỗi một chữ, mỗi một câu, cả đời chúng ta đều nói không hết. Cho nên âm thanh mỹ diệu, kinh văn mỹ diệu. Kinh văn là ký hiệu của âm thanh mà Phật thuyết pháp. Chúng sanh đắc văn, câu này then chốt nằm ở chữ văn. Chúng ta có thể đắc văn hay không? Chúng ta không được. Vì sao vậy? Nếu như chúng ta thật sự có cái văn này thì câu cuối cùng nhất định sẽ có được. Mạc bất tâm sanh đại hoan hỷ. Đại hoan hỷ của chúng ta không sanh. Dù chúng ta có nghe được thì vẫn bán tín bán nghi, còn chưa thể chắc chắn.
Chữ văn này nói như thế nào? Văn tức là văn tuệ. Bồ Tát có tam tuệ. Đây là văn tuệ. Bậc thánh giả trong tiểu thừa có tam học. Tam học là giới định tuệ. Bồ Tát có tam tuệ, được xây dựng dựa trên tuệ trong giới định tuệ. Từ trong tuệ có văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Hôm nay vì sao chúng ta không có văn tuệ? Là vì chúng ta không có giới, không có định. Thì lấy đâu ra tuệ? Cho nên chúng ta hôm nay nói tới cái văn này là cái văn có nghĩa là nghe của phàm phu. Bạn nghe được cái âm này, nghe cái âm này rồi, có khai ngộ được không? Không được. Vì sao không khai ngộ được? Vì bạn không có văn tuệ. Vì sao không có văn tuệ? Vì bạn không có cơ sở của định, không có cơ sở của giới. Phải bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ giới. Phật còn đặc biệt nhấn mạnh dĩ giới di sư. Mục đích của giới là đắc định, mục đích của định là khai tuệ. Nếu như chúng ta niệm kinh văn đắc văn Như Lai mỹ diệu âm này, chữ văn này nếu như chỉ là nghe thôi là được, vậy thì đâu có đơn giản như thế. Hôm nay chúng ta đều niệm, các vị đồng học cũng đều nghe rồi. Các bạn đã chuyển tánh hay chưa? Các bạn khai ngộ hay chưa? Chưa. Chữ văn này chẳng phải là có vấn đề hay sao? Cho nên học Phật nhất định phải học từ giới trước. Giới học là gì? Học hội Tịnh Tông chúng ta khi thành lập đã đề xuất 5 khoa mục. 5 khoa mục này đều là giới học, gồm có tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Chúng ta thử hỏi xem, chúng ta có thật sự làm nghiêm túc hay không? Thậm chí còn có rất nhiều các vị đồng học còn không nhớ được hết 5 khoa mục này. Vậy thì bạn làm bằng cách nào đây? Dù có nhớ được, nhưng ý nghĩa và tinh thần của những điều mục này mà không biết, thì nhớ cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Hiểu được tinh thần, ý nghĩa của nó rồi, nhưng không thể thực hiện vào trong cuộc sống của mình, không thể hiện thực hóa vào trong công việc của mình, trong xử sự đối nhân tiếp vật, vậy thì có ích gì? Bạn vẫn là một phàm phu. Bạn làm sao có thể đắc định? Định là gì?
định cùng với giới, chứ không phải là định khác. Ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, hành vi sinh hoạt, nhất định không được trái giới năm khoa mục này. Ta nhất định phải dựa vào năm khoa mục này. Sau đó niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, sẽ được khai ngộ. Sau khi khai ngộ, lục căn thông tuệ, thông minh, lanh lợi, bất cứ căn nào tiếp xúc với một pháp nào cũng có thể thông đạt hết thảy. Không phải là nghe một góc mà biết ba góc, không phải là nghe một mà biết mười. Đây là nghe một mà biến tri nhất thiết. Đó là vì trí tuệ sanh, cũng chính là trí tuệ khởi tác dụng. Chúng ta sống trong trí tuệ. Văn tuệ, văn ở đây có ý nghĩa là tiếp xúc. Nhãn, tiếp xúc với sắc giới. Nhĩ, tiếp xúc với âm thanh. Tỷ, tiếp xúc với khí vị. Thiệt, tiếp xúc với vị giác. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tác dụng mà nó khởi lên chính là kiến văn tri giác, gọi tiếp xúc là văn. Hệ tiếp xúc là không bị mê hoặc nữa. Không mê hoặc thì gọi là tu tuệ. Tu sửa cho đúng sự mê hoặc của quá khứ, sáng tỏ, gọi là tư tuệ. Văn tư tu là tam tuệ. Tam tuệ là văn tư tu, sẽ được hoàn thành trong một lần, không có thứ bậc. Tuyệt nhiên không được nói là văn trước, sau văn rồi mới tư, sau tư rồi mới tu, không phải như thế. Văn tư tu sẽ được hoàn thành trong một lần. Từ khi tiếp xúc gọi là văn, từ khi sáng tỏ gọi là tư, từ khi không mê hoặc thì gọi là tu. Đó gọi là tam tuệ. Từ đó mà biết rằng Bồ Tát thông minh như thế nào, thật sự là thượng căn lợi trí như trong kinh luận giảng giải. Nhất văn thiên ngộ, hệ tiếp xúc là đã minh bạch thông tỏ, chẳng có tơ hào nghi hoặc. Chúng ta phải hiểu được điều này. Mạc bất tâm sanh đại hoan hỷ. Tâm hoan hỷ sanh ra như thế nào? Hiểu được hết thế và xuất thế gian pháp.
rõ ràng được chân tướng của thế và xuất thế gian pháp, biết được hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian mà không có chướng ngại, nguyên bản nhất thể. Không liên quan gì tới mê ngộ. Người giác ngộ được thọ dụng tự tại tùy duyên. Người mê hoặc thì đều có được, không phải là tự tại, nhưng vẫn là tùy duyên thọ dụng. Tức là tùy duyên thì chắc chắn rồi, nhưng một là tự tại, một là không tự tại. Người giác ngộ thì gọi là giải thoát. Trong Hoa Nghiêm Kinh có nói cho chúng ta biết, mỗi một vị thần thánh, mỗi một vị Bồ Tát, những pháp môn mà họ tu học cuối cùng vẫn là giải thoát môn. Giải thoát môn là gì? Là tự tại. Chúng sanh tùy duyên không tự tại, không cam tâm, không tình nguyện, nhưng vẫn cần phải thọ dụng, không thể không thọ dụng. Vậy là người giác ngộ tự nhiên sẽ giúp đỡ người chưa giác ngộ. Tiên tri tất định giác hậu tri, tiên giác tất định giác hậu giác. Biết sao thì giác sao, không biết thì không giác. Không hiểu được chân tướng sự thực, không biết được hết thảy chúng sanh trong pháp giới hư không là một thể, họ không biết. Cho nên họ mới sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đối với chân tướng sự thực, càng đi càng xa, càng mê càng sâu. Tư tưởng hành vi của họ không thể không tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì không thể không có quả báo. Quả báo của lục đạo tam đồ là từ đâu mà tới? Là sau khi bản thân mình mê lầm chân tướng sự thực, từ một phản ứng của hết thảy nghiệp được làm trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân. Nói một cách khác, hoàn toàn là tự làm, tự chịu. Không thể oán trời hận người. Thế nhưng người đời không hiểu được. Cái ý niệm oán trời hận người của họ cực kỳ nghiêm trọng. Điều này thật sự là một rắc rối lớn. Hậu quả tạo ra tự hại mình và hại người, oan oan tương báo không bao giờ hết. Đó gọi là sai lầm to lớn. Không biết sai đi về đâu. Họ làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ? Ngạn ngữ xưa có nói,
Người ta ở đời nếu chẳng hé miệng cười là người khờ dại. Mọi người hãy nghĩ về câu nói này. Hé miệng cười là hoan hỷ, sanh tâm đại hoan hỷ. Tâm không thể sanh đại hoan hỷ, tức là người mê hoặc điên đảo. Người mê hoặc điên đảo thì không thể sanh tâm hoan hỷ. Họ sanh ra gì? Họ sanh ra phiền não, ưu lự, khiên quải. Họ sanh ra cái tâm như vậy. Trong kinh luận Phật hay nói thường sanh tâm hoan hỷ. Ở đây mạc bất tâm sanh đại hoan hỷ chính là thường sanh tâm hoan hỷ. Ai có thể làm được? Người giác ngộ có thể làm được, người sáng suốt có thể làm được. Chúng sanh của lục đạo không thể làm. Không những lục đạo không thể, các bậc thánh trong mười pháp giới cũng không thể. Họ có thể sanh tâm hoan hỷ, nhưng họ không thể sanh tâm đại hoan hỷ. Sanh được tâm đại hoan hỷ, đó là pháp thân Bồ Tát. Chúng ta vẫn nói Bồ Tát minh tâm kiến tánh, như thế mới làm được. Câu nói này là hình dung về tình trạng cuộc sống của họ. Điều này trong quá trình tu hành của chúng ta, chúng ta dùng Hoa Nghiêm Kinh để nói. Nếu bạn không đoạn dứt được kiến tư phiền não thì làm sao được? Kiến tư phiền não chính là chấp trước nghiêm trọng. Nếu buông được chấp trước, sau khi buông bỏ rồi thì thân tâm sẽ sáng suốt minh tường. Sự vô bất khả cáo nhân ngôn, hoàn toàn sáng rõ. Sống trong thế gian này sẽ không nhiễm bụi trần. Sống trong thế gian này chắc chắn không có bí mật. Nói như hiện nay chính là tất cả đều công khai. Thế nhưng quan niệm của người trong thế gian lại không giống nhau. Pháp luật nước ngoài có quyền bảo mật cá nhân, sự bảo mật này coi như xong rồi. Đừng nói là đường lớn vô thượng, mà ngay cả đường nhỏ thanh văn họ cũng chẳng có phần. Bạn có bí mật, bạn không thể công khai hoàn toàn. Nói cách khác, nhiều nhất là bạn có thể sanh vào cõi thiên, nhưng bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn muốn siêu thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, bạn nhất định phải buông bỏ quyền bảo mật. Công khai vô tư. Đại khái người bình thường hiện nay trong bảo mật, bộ phận được bảo mật nhất
chính là tài sản. Không muốn cho người khác biết được. Thậm chí rất nhiều trường hợp tôi nghe nói tài sản của chồng mà vợ không được hay biết. Vợ có bao nhiêu tài sản cũng được bảo mật, chồng cũng không biết. Vợ chồng cha con chẳng ai biết ai. Cá nhân đang che giấu cá nhân. Thử hỏi nhà ấy sao có thể hòa thuận, sao có thể hưng dưỡng được? Nhà hòa thuận mọi việc hưng dưỡng, các bên đều giấu giếm lẫn nhau, thì dù có hòa thuận, đó chỉ là bề ngoài, không phải là thực chất. Thực chất phải là không có chút gì giấu giếm, thì nhà đó chắc chắn sẽ hưng dưỡng. Đoàn thể cũng như vậy. Vì sao đoàn thể của Phật giáo là tôn quý nhất trong tất cả các đoàn thể, được mọi người tôn trọng nhất? Mỗi thành viên trong đoàn thể Phật giáo đều vô tư, kiến hòa đồng giải, rất vô tư. Làm sao để làm được kiến hòa đồng giải? Điều kiện gì để làm được? Phương pháp của Phật vô cùng đơn giản. Mỗi người đều bỏ hết quan niệm tự tư tự lợi của bản thân thì sẽ hòa đồng. Bạn không chịu bỏ tự tư tự lợi xuống, ý kiến của bạn luôn khác biệt với người khác, không thể hoàn toàn tương đồng với mọi người. Cho nên Phật dạy chúng ta phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ thành kiến, buông bỏ tự cho mình là đúng, buông bỏ chủ trương của bản thân sẽ hòa đồng được. Nói cách khác, các đệ tử của Phật giáo làm người phải khách quan, không được chủ quan. Khách quan mới có thể dung nạp người khác, mới có thể tiếp nhận người khác. Quan niệm chủ quan quá mạnh, tự nhiên sẽ bài trừ người khác, rất khó để tiếp nhận người khác. Đây là điều chắc chắn. Tâm hoan hỷ của bạn làm sao có thể sanh ra được? Có một hạng người trên thế gian sanh tâm hoan hỷ của bản thân trên sự thống khổ của người khác. Điều này tạo ra tội nghiệp cực lớn. Là loại chúng sanh nào? Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết rằng đó là Atula La Sát. Họ sinh lòng hoang lạc của bản thân dựa trên nỗi thống khổ của người khác. Ý niệm này rất sâu, phải chú ý. Thể hội, chú ý quan sát, bạn sẽ hiểu được ra. Tâm hoan hỷ của Phật Bồ Tát được xây dựng dựa trên sự giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh ly khổ đắc lạc, giúp đỡ chúng sanh chuyển mê thành ngộ, giúp đỡ chúng sanh siêu phàm nhập thánh. Xây dựng trên cơ sở này được tâm đại hoan hỷ.
họ khác hoàn toàn với Tu La La Sát Ma Dương. Phước báo của Tu La La Sát Ma Dương hưởng hết rồi thì tất cả sẽ đọa vào địa ngục. Nhà của họ là ở địa ngục. Còn nhà của Bồ Tát là ở thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc. Đó quả là sự khác biệt một trời một vực. Một là lên cao dựng chuẩn, một là đẩy từng địa ngục. Những điều này, những chân tướng sự thật này, nếu chẳng phải là chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta, chúng ta làm sao có thể biết được? Nằm mộng cũng không thể nghĩ ra được. Cho nên học vấn thật sự của thế gian và xuất thế gian quả thực là Phật Pháp. Sự dạy bảo chân thực quả thực là Phật Kinh. Kinh Phật có thể khiến cho hết thảy chúng sanh ly khổ đắc lạc. Trong thế gian và xuất thế gian có bảo điển vô thượng, chúng ta làm sao lại không tôn trọng, làm sao lại không yêu kính hộ trì được, làm sao để tôn trọng yêu kính hộ trì? Điều đầu tiên phải y giáo tu hành, chúng ta mới thật sự có được lợi ích. Không phải cất giữ chúng lại, bảo quản lại, không phải như thế. Mà chúng ta ngày nay phải tụng đọc, ngày ngày nghiên cứu, ngày ngày giảng giải, không ngừng nâng cao trí tuệ, cảnh giới của bản thân mình. Vài năm gần đây, chúng tôi tổ chức lớp huấn luyện. Chúng tôi tổ chức học viện Tịnh Tông. Mục đích là gì? Mục đích là hộ trì Phật Pháp. Mục đích chính là yêu kính hộ trì Phật Pháp, học tập Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Đương nhiên sẽ thượng sanh tâm hoan hỷ. Tâm của mình là chân thành, nguyện của mình thiết thực, đúng thực như thế. Người chí đồng đạo hợp trong ngoài nước có rất nhiều, khi đó chúng tôi mới bắt đầu. Học viện Tịnh Tông mới có tên như thế này. Có một số vị đồng học nghe được, gọi điện thoại tới, viết thư tới, gửi fax tới, muốn tới tham dự. Bây giờ chúng tôi đáp lại rằng tới tham dự chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng hiện nay cơ duyên chưa chín mùi. Là vì nguyên nhân gì? Bạn tới rồi chúng tôi không có chỗ cho bạn ở.
Khi nào thì chúng tôi hoan nghênh bạn đến? Là sau khi chúng tôi xây dựng xong trường lớp sẽ hoan nghênh bạn tới. Họ sẽ hỏi xây trường học mất khoảng bao nhiêu thời gian. Tôi ước chừng ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi đến 2 năm. Trường lớp chúng tôi xây xong rồi, bạn đến có nơi cư trú, có nơi học tập. Chúng ta cùng nhau nắm bắt Phật giáo Đại Thừa. Hiện giờ tuy nói là Tịnh Tông, nhưng tâm lượng của chúng ta không giới hạn ở Tịnh Tông. Các tông phái khác vẫn còn chưa có nơi tu học lý tưởng. Cho nên chúng ta phải khai phóng. Chúng ta có thể thành lập thêm vài lớp để giúp đỡ Phật Pháp Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thành tựu được hết các nhân tài hoằng pháp của các tông phái trong Phật Pháp, chứ không hạn chế riêng Tịnh Tông. Đợi đến khi các tông phái đã có học viện rồi, cũng giống như học viện Tịnh Tông của chúng ta, họ có học viện Thiền Tông, học viện Thiên Thai, học viện Hiền Thủ, học viện Pháp Tướng. Thì học viện Tịnh Tông của chúng ta sẽ chuyên tu Tịnh Tông. Trước khi các tông phái khác còn chưa thể thành lập được, chúng ta phải kiêm thêm. Chúng ta phải giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Hy vọng những người thành tựu trong chúng ta, tương lai bản thân họ sẽ đi xây dựng học viện cho những tông phái khác. Chư vị đồng tu cần phải hiểu được rằng nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian, nếu muốn có thành tựu thì điều đầu tiên là nhân tài. Tôi nghe các vị đồng tu ở Đại Lục nói với tôi, trước kia Triệu Phát Lão từng nói 3 câu trong hội nghị Phật giáo lần thứ nhất. Phật giáo nếu muốn phục hưng, thứ nhất là nhân tài, thứ hai là nhân tài, thứ ba là nhân tài. Lão cư sĩ có trí tuệ, có nhãn quan. Bồi dưỡng nhân tài là việc lớn số 1 hôm nay. Bản thân tôi học Phật 50 năm. Đứng giảng trên giảng đài đã 43 năm. Tôi muốn đem kinh nghiệm của mình, phương pháp học tập của mình, điều tâm đắc trong học tập, hiến dâng viên mãn vô điều kiện cho mọi người tham khảo. Hy vọng mọi người thành tựu phải trên cả tôi. Như thế Phật Pháp mới có thể hưng dưỡng được. Nếu học phải giống như tôi, thành tích sẽ bình bình. Nếu không bằng tôi, muốn cho Phật giáo hưng dưỡng sẽ rất khó. Cho nên kỳ vọng của tôi là luôn mong muốn người đời sau hơn người trước. Thành tựu của mọi người nhất định sẽ vượt qua tôi. Biến du không ngộ tư pháp.
thần chủ phương biến du tịnh không, ngài đắc được pháp môn này, ngài từ pháp môn này mà chứng nhập được, chứng đắc vô thượng bồ đề. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.